Mọi người, tôi là Đức Lộc và hôm nay chúng tôi có một buổi nói chuyện với lại một họa sĩ. Tên họa sĩ là Nguyễn Văn Thuấn. Trong 10 năm vừa rồi là họa sĩ Nguyễn Văn Thuấn đã theo một phong cách đa hướng. Tên là Nguyễn Văn Thuấn. Trước đây là mình đã có một cái tình yêu đối với hội họa từ năm lớp 6. Và mãi khi cái đam mê đó nó lớn dần trong mình. Và sau khi mình học được trường Đại học Kiến trúc và sau khi tốt nghiệp và mình đã theo đuổi cái niềm đam mê hội họa bằng cách mua sách và mua một số tranh và mình làm chuyện đó lặp đi lặp lại trên 15 năm. Và đến khi công việc thiết kế của mình và xây dựng của mình nó đã hoàn thiện rồi, mình không làm nghề nữa thì mình mới bắt đầu dấn thân vào con đường hội họa. Thì khi mình đến với hội họa là mình phải giải tỏa được những thắc mắc và những đam mê và những sự khát khao trong người mình. Tại sao hội họa phải ra đời? Ra đời để làm gì? Và mình luôn luôn đặt rất nhiều câu hỏi và đến lúc mình tìm ra được một giải pháp là cái thế giới bên ngoài của một con người hoàn toàn nó không liên quan thế giới bên trong, là do cái hình ảnh nó bị sai lệch hết. Người đó nhưng mà bên trong họ khác hẳn. Chẳng hạn như mình lấy chính mình làm cái cuộc đối thoại với chính mình để tìm thật sự cái bức chân dung thật sự con người mình là như thế nào, thì hoàn toàn những họa sĩ khác không đáp ứng được mình. Nghĩa là nhìn mình như vậy nhưng bên trong mình rất là mạnh mẽ, rất là cá tính. Thì tất cả những họa sĩ mình biết họ không sai, nhưng cái nhìn của họ nó không chính xác như mình. Thành ra mình mới bắt đầu vẽ mình trước, và mình mới khám phá là mình là gì, là cái đời sống của mình, cái sự lăn lộn của mình, cái đau khổ của mình, cái vấp ngã của mình, cái nồng nhiệt bên mình không ai thấy được, chỉ có tôi thấy. Và cái ngôn ngữ của mình nó đưa ra những cái mạch cảm xúc và những cái nét vẽ của mình nó giống như những cái tia gọi là của một cái dòng chảy, để mà nó phá tan những cái cũ kỹ, những cái che đậy những cái gọi là không có thông tin. Thì cái ngôn ngữ của mình, cái đường nét của mình, những cái tam giác của mình nó giống như là tạo thành một cuồn cuộn cháy bỏng lên. Và cái thông tin của mình là một kiến trúc sư, là một giám đốc, một sự hiểu biết của một giám đốc, của một kiến trúc sư và một cái người từng trải, chắc chắn cái ngôn ngữ nghệ thuật nó sẽ khác. Và mình biên soạn sự trung thực đó, mình diễn tả cái đời sống của mình nó đẹp lắm. Từ tuổi thơ của mình như thế nào, sống ở nơi chốn như thế nào, mình ăn học như thế nào, khát vọng của mình như thế nào, cái tư tưởng mình như thế nào, đưa được vô tranh hết. Và từ đó mình mới lọc ra một cái ngôn ngữ riêng. Và mình mới vẽ Beethoven, vẽ Leonardo da Vinci, vẽ Einstein và vẽ rất nhiều vĩ nhân khác mà mình hâm mộ. Và cái ngôn ngữ của mình đã giải phóng được, cho người ta thấy được lịch sử của con người, nó có tâm thức ở trong đó, có được cái hiểu biết sâu sắc về cái đời sống tinh thần của họ, cái tâm tư của họ bên trong là mình đem ra được, và đem ra một cách rất là tự nhiên. Thì cái ngôn ngữ của mình nó giải phóng, kể cả đưa vào đời sống, từ cái ghế mình cũng nhìn góc nhìn khác, cái bàn, mọi thứ trên đời mình đều dùng ngôn ngữ của mình để mình diễn tải được hết. Và khối lượng tranh của mình đến ngày hôm nay trên 8.000 bức, nghĩa là mình vẽ rất là như một cái chuyện rất là dễ dàng, tại vì nó đáp ứng được cái đam mê của mình. Đam mê là phải làm việc, chứ không phải đam mê để mà nói hay là để mà giải thích. Tại trong tranh nó nói tất cả, có những cái ngôn ngữ khác không làm được mà hội họa nó làm cực tốt luôn. Thành ra hội họa nó nuôi sống mình, hội họa là làm cho mình bừng cháy nhất, lớn mạnh nhất và tự tin nhất. Và mình vui với điều đó, và mình chỉ muốn các bạn và những con người hãy sống với những đam mê cháy bỏng của mình, những khát khao của mình mà mình phải làm, không ai giúp mình được. Mọi thứ khác bên ngoài chỉ là phương tiện, nhưng mà cái đam mê nó mới là sức sống của mình. Bây giờ xin hỏi trong 15 năm làm việc của anh đã vẽ được 8.000 bức tranh. Thì những bức tranh của anh thể hiện về con người, về cuộc sống, về quê hương, nói chung là về mọi thứ. Thì hôm nay chúng tôi xin được xem những bức tranh đó tại nơi đây được không? Thì mình sẽ đưa cho các bạn xem những cái dòng tranh nó đi theo từng năm tháng mà mình ấp ủ. Có những dòng tranh mình vẽ về chuyên về vĩ nhân thôi,
thì mình đã triển lãm khoảng 7 năm về trước, là triển lãm ngày và đêm, là tất cả khoảng 60 chân dung, những người bạn của mình, là những vĩ nhân nè, mình chứng minh cho họ thấy là mình có một cái sự đam mê, thì nó mới giúp cho mình vẽ một cái khối lượng rất là lớn và giải phóng cho mình những cái mà mình ấp ủ, nó chuyển tải ra thành thực tế, và bất cứ nhân vật nào mình đều vẽ được hết. Thì trong cái thu nhập của mình nó cũng rất là cao từ những cái điều mình nghiên cứu ra, nghĩa là điều nghiên cứu của mình nó biến thành giá trị thực tế và họ rất là hài lòng. Và những tác phẩm đó nó đi nước ngoài, chẳng hạn đi Mỹ, đi Anh, đi Đức, vân vân. Đó là cái thành quả lớn nhất của mình. Mình vượt qua những cái thử thách đó. Và có những bức mình vẽ dài 20 mấy mét trong vòng có dòng chưa đầy một tuần, và nó để lại một giá trị cho mình rất là lớn. Đó là mình chiến thắng bản thân mình, và cái ngôn ngữ của mình nó giúp cho mình có được một cái sự tự do trong sáng tạo. Thì mình sẽ cho các bạn thấy một cái cuốn mà mình sẽ đưa ra bây giờ, để các bạn thấy rằng là trong chân dung mình có 100 cách vẽ khác nhau, chứ không phải là bình thường. Và mình biến hóa nó rất là dễ dàng. Một bức mình có thể vẽ 10 đến 15 phút vẫn thành một tác phẩm được. Xin cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem tranh của họa sĩ Thuấn, để chúng ta xem những bức tranh của họa sĩ về, như họa sĩ nói là về chân dung của những doanh nhân và của những người bạn của họa sĩ. Giờ chúng ta bắt đầu xem. Những bức chân dung đó thì Thuấn đã đem triển lãm ở Hội Mỹ thuật và đã được công chúng đón nhận rất là nồng nhiệt. Và cuộc triển lãm đó là cuộc triển lãm ngày và đêm. Đó là một đánh dấu một cột mốc sáng tác của mình. Còn cái triển lãm thứ ba là triển lãm về ảo ảnh, và cũng tổ chức triển lãm chung với họa sĩ Công Tâm, mang tên là cuộc triển lãm ảo ảnh. Thì Thuấn vẽ chuyên về cái thế giới của những nghịch cảnh mà Thuấn đã trải qua, thì giữa con người với nhau trong những quá trình làm việc, về những xung đột nội tâm, những cái sự va chạm, nó tạo cho mình những cái nghịch cảnh và buộc mình phải vẽ lên cái thế giới nội tâm bên của mình là đầy những biến động, đầy những cái sự thăng trầm, để mình nhìn cái nghệ thuật và đời sống nó là một cái chất liệu rất tốt để mình sáng tác. Và những tác phẩm đó thì nói thẳng là mình đã đăng Facebook và công chúng đều biết, tại vì nó đã quảng bá cho mình thành một cái triển lãm mang tính hiện thực, nghĩa là tất cả đều có bằng chứng và đã giúp cho mình có cái bút lực ngày hôm nay.